Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là sáng thứ sáu cuối tuần, ngày 14 tháng 8 năm 2020. Thì mình có soạn cái đơn hàng cho anh Khánh ở Tiền Giang. Thì anh Khánh đặt hàng là 30 cây Mỹ Hồng, cao 4 tấc, 3 đến 4 tấc này. Anh ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang nha các bạn. Cây rất là nhiều, đều lá và thân một cốt, lên là khoảng 3 tấc cho đến 4 tấc. Đây, nguyên cái lô hàng nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đóng thùng gửi cho anh Khánh ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Rồi, em quay cái clip này để lên cho các bạn có đặt hàng thì xem cây mẫu và comment bên dưới, và cũng gửi đến anh Khánh để anh Khánh xem cái lô hàng em soạn gửi cho anh. Rồi, em xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà có một ngày thứ sáu làm việc thật là vui vẻ, hiệu quả, và chuẩn bị đón 2 ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi cuối tuần thật là an lạc. Rồi, bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.